Antaraya Pivina Santo Asesato
sambo thi na vô ta ra sa ti a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ham te sang tham man ja sang khan cha da re na na ma mi ham na ma ka ra nu va ve na han to sa pe u pa na ve a ne ka antaraja pi vi na san to a se sa to sa pe porati ma ya di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe porati ma ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe da ki na ya di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe da ki na ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa thời kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con xin kính thỉnh sư Kinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính mời sư. Con kính đảnh lễ sư. Rồi, xin chào các Phật tử. Rồi, xin chào lớp. Nam mô Phật Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ phần đọc bằng đoạn văn bài số 8 một tí. Rồi sau đó sẽ học tiếp phần bài số 9. Đọc đoạn văn để trả lời câu hỏi bài số 8. Rồi sẽ học tiếp bài số 9. Giờ sẽ xem câu hỏi bài số 8 để coi mình sẽ trả lời câu hỏi gì ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xem phần đọc đoạn văn. Bài số 8, đây là bài số 8. Phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là gạch dưới các động từ được sử dụng ở thì quá khứ trong đoạn văn. Vậy thì câu hỏi đầu tiên đó là người ta yêu cầu mình gạch dưới các thì
các câu mà sử dụng thì quá khứ ở trong đoạn văn. Thì phần này mình phải đọc đoạn văn mình mới gạch chữ được. Thứ hai, câu 2. Câu 2 là tìm các trạng từ chỉ thời gian đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu này thì mình cũng phải đọc đoạn văn mình mới làm được. Câu thứ 3, chọn một động từ có hình thức giống như pachati và tập chia động từ đó ở thì quá khứ. Câu này thì mình có thể chọn ở trong đoạn văn cũng được, hoặc là mình chọn một động từ ở đâu đó, một động từ nào đó, cái này không bắt buộc, miễn sao nó có giống như là pachati, rồi chúng ta tập chia giống bản quá khứ mà chúng ta học ở trong bài hôm trước. Câu số 4, hãy tập đặt câu theo thì quá khứ với các trạng từ chỉ thời gian như là ajja, iyo, attha, e cái đi quá xăng. Này tập đặt câu này về nhà tự tập đặt câu ha. Tự đặt câu thí dụ như nếu ajja hôm nay tôi học Bali, hôm qua tôi học quy dược pháp. Khi ấy tôi đang làm gì đó. Một ngày nọ tôi đi vào rừng hái cái cây gì đó, ví dụ vậy. Thì đặt câu với các trạng từ này chỉ thì quá khứ ha. Trạng từ chỉ thời gian thì thường sử dụng cho thì quá khứ. Các trạng từ này thì để dùng cho thì quá khứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn để gạch dưới câu, các câu sử dụng thì quá khứ với tìm trạng từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian. Đây phần đoạn văn mình là phần màu vàng ở đây. Màu vàng ở đây là phần đoạn văn. Sapasipe suci ko raja kumaro. Đại tử có văn võ song toàn ha. Khatiya kulasa raja kumaro hutua tenahiso patthama vayato veda gam thanh cha yuthasipan cha ugan hi. Giờ chúng ta đọc một bần trước đi rồi chúng ta sẽ tìm sao ha. So tinh năng về đà năng pha ra gu yut tha xếp bê su chê cò a hồ sĩ yô so hát thi a sa đa yô đúc bê ni tê chân đề mi ghê đa mê tùng e cả đất thú sắc cổ tí e cả đi qua sàng so ra chá cú mà rê hí sắc thình sepa vi măng sang samagachi athakho so ta yang chan đang ca lang a sang dhammane na anye raja kumaro raja kumare parachesi. Rồi lần nữa ha. Sapa sepe su che ko raja kumaro Khatiya kulasa raja kumaro hutua tenahi so patthama vayato veda gan thanh cha yutha sepan cha ugan hi so tinh năng veda năng paragu yutha sepe su che ko ahosi so hathi asadayu đúc pin ni tê chăn đề mi ghê đa mê tùng e ca đắt thú sắc cổ tí e ca đi qua sang so ra cha cô ma rê hi sắc thình sê pa vi măng sang sa ma gách chi a tha khô so ta giang chăn đăng ca lăng a sang đa ma nê na a nhê ra cha cô ma rê pa ra chê si. Rồi bây giờ chúng ta tìm thử các câu đã được sử dụng ở thì quá khứ, mình có câu nào nè. Có câu nào sử dụng thì quá khứ?
Nãy giờ lớp có để ý không? Lớp để ý có câu nào thì sử dụng thì quá khứ không? Sao không ai lên tiếng à? Dạ, Úc Lan Hí á, Úc Lan Hí. À, bây giờ đọc trước ngay đi ha, vậy tập đọc trước ngay đi rồi sẽ tìm sao ha. Giờ ai đọc được giơ tay lên đi, mỗi người đọc hai câu đi, mỗi người đọc hai câu đi, vậy tập đọc cái đi, tập đọc đoạn văn rồi sẽ tìm câu ha. Tìm câu. Thông minh cá có trên lớp học không à? Dạ có. Giờ mời mấy Phật tử đọc giùm sư cái đi. Dạ rồi. Dạ vậy. Con xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sapasipeso Cheko Rajakumaro Khatiyakuslasa Rajakumaro Hutoa Tenahi So Bathama Vajato Vedagang Thancha Yuthasipancha Úc gần hí so tin năng về đà năng bà gá rù gù yút thá xíp bê xú chê cô á hô xí. Mời người tiếp theo. Cô xin mời cô Diệu Bảo à. Dạ con xin đọc ạ. So hát thi asa da yo asa da yo đúc tí ni tê chẳng nề mi ghê đá mê tùng ê cá đá thú sắc cô tí ê cá đi quá sàng so ra chá cú mà rê hí sắp hình sắp bá quỳ măng sàng sa mà gác chí á thá khô sô ta đọc hát luôn đi. Ta văn chăng đăng ca lăng ác sang đá má nề ná anh nhề ra chá cúng ma rề bá ra chê xí. Con xin hát rồi. Dạ con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sát bá xíp thê xú Cheko Rajakumaro Khatiya Kulasa Rajakumaro Uttwa Tainahi So Pathama Vajato Vedagang Thancha Yuthasip Thancha Ugganhi. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Tham Mi Cá Liễu à. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ồ hát, hát kỳ, hát, hát, đà rồ. Bình đúc bị ni tê tràn đề mít lê đa mê tùm ê ca đã thù tắt tắt cổ tị ê ca tị qua thằng tổ già cha u mà dê tị tắp thình ít bã quỳ măng tăng ta mà gấp chi ta ta cô tô tao rằng chân đằng ca lăng hát tăng ta mà lê la nhanh dễ là cha cu mà rề ba là chê sĩ. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Lâm Thiện Nương.
Dạ con chào con bạch sư, con xin đọc ạ. Sabbe sipesu cheko raja kumaro kati ya kusala sa raja kumaro hutoa te nahi so patha mawa yato weda gang thangcha yuttha sipangcha ut gang hi so tin năng về đa năng paragu yuttha sipesu chiko a hosi. Dạ bà sư con hết ạ. Con mời phật sư, con xin mời phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư con xin đọc. So hati as da da yo dubin nite jande mige da me tum eka datu sakko ti eka diwa sang so raja kumare hi sak thin sipa wi mang sang sama gachi atha ko so ta yang chang đăng ca lăng át sang đa ma nê na a nhê ra cha cu ma rê ba rê dê si. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời phật tử Mang Lan Anh đi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Khati yakula raja kumaro hutuan te nahi so bathama vayato to veda gatha cha vu ha si bacha up ngay ha up gati ha ni. Dạ thưa sư tôi xin hết. À, hư sư con nhận thấy không còn phụ tử nào giơ tay nữa. Tôi xin nhận biết là cho sư ạ. Rồi bây giờ chúng ta tìm thầy quá khứ với lại tăng từ chỉ thời gian. Giờ mình có câu nào thầy quá khứ nè. Câu nào thầy quá khứ. Lớp chỉ câu nào thầy quá khứ. Câu thứ nhất có chữ Úc Văn Hí. Úc Văn Hí. Úc Văn Hí là Úc Văn Hí nè. Úc Văn Hí là thầy quá khứ nè. Câu số 2 này cũng thầy quá khứ nè. Cái này động từ nó bắt quy tắc. Chữ A Hô Xí này là thầy quá khứ nè. A Hô Xí. Câu số 2 này thầy quá khứ. Câu số 3 được không? Dạ có. Câu số 3 này sắc cô tí này là thầy quá khứ hiện tại? Dạ quá khứ. Số 3 này là hiện tại nha, không phải quá khứ nha. Nó có chữ tí nè. Tí này của hiện tại. Dạ. Câu số 4. Câu số 4 samagachi là hiện tại quá khứ. Quá khứ. Quá khứ nè. Quá khứ nè. Với lại nó có trạng từ chỉ thời gian nè. E cái đi quá xăng nè. Gạch luôn do cái trạng từ chỉ thời gian ha. E cái đi quá xăng. Rồi câu số 5, câu cuối cùng, câu cuối cùng là quá khứ hiện tại. Parajesi mình thấy gì mà biết nó thì quá khứ? Atako. Thế atako nó có atako nè, có trạng từ chỉ thời gian atak nè. Cho nên ở đây nó không là thì quá khứ ha. Vậy mình có mấy câu thì quá khứ. Ukanhi là 1 nè. Ahosi là 2 nè. Samagachi là 3 nè. Parachesi là 4. 4 câu ở thì quá khứ. Rồi có bao nhiêu trạng từ chỉ thời gian? Thời gian. Ai ạ? Có 2 trạng từ chỉ thời gian. Là Ekadiwasan là 1. Atha là 2. À. Rồi đó là phần đọc đoạn văn với trả lời câu hỏi. Chúng ta trở lại phần học bài mới ha. Học bài mới bài số 9.
Bài số 9. Bài số 9 là phần thử thách tài nghề. Thử thách tài nghề, bài số 9. Phần lịch sử. Phần lịch sử thì theo truyền thống của dòng dõi Sắc Đế Lỵ á. Người Sắc Đế Lỵ thì khi muốn lập gia đình thì hoàng tử phải biểu diễn tài nghệ của mình cho vua cha cùng quần thần và dân chúng xem. Thì thái tử Siddhartha cũng không ngoại lệ, tức là ngài cũng phải biểu diễn tài nghệ cho người ta xem. Thì lúc bây giờ thì các tài nghệ như là nghệ thuật bắn cung, nghệ thuật điều phục thú dữ chẳng hạn, thì thái tử đều là người xuất sắc nhất so với các hoàng tử khác. Là so với tài nghệ của ngài với các hoàng tử khác là không có hoàng tử nào qua được. Dạ. Và nhờ vậy như cho nên thái tử mới được kết hôn với công chúa Yayurala. Thì phần đó mình sẽ học ở bài số 10. Giờ trước tiên là phần từ vựng. Phần từ vựng của bài học của đoạn lịch sử này, của bài số 9. Bây giờ chúng ta xem phần từ vựng ha. Đây, phần thử thách tài nghệ. Thách tài nghệ gồm bắn cung và điều phục người giữ chẳng hạn. Thì trong các vị hoàng tử giỏi thì ngoài thái tử, sau thái tử là tới Đề Bà Đạt Đa. Rồi đây là phần từ vựng. Bây giờ chúng ta đọc từ vựng ha. Siddhartha Rajakumaro. Siddhartha Rajakumaro, ai đọc chưa được mình cố gắng nghe để đọc cho đúng ha. Con số người mình vẫn đọc chưa tốt. Rajakumara. Rajakumara. Pasati. Pasati. Desesi. Desesi. Sipa. Sipa. Rajaparisa. 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 Mahachana. Mahachana. Rồi lần nữa ha. Siddhartha Rajakumaro. Siddhartha Rajakumaro. Rajakumara. Pasati. Desesi. Sipa. Rajaparisa. Rajaparisa. Mahachana. Rồi lần nữa. Siddhartha Rajakumaro. Rajakumara. Pasati. Desesi. Sipa. Rajaparisa. Mahachana. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để em đọc phần từ vựng này ha. Ai đọc tốt trước thì giơ tay lên trước. Rồi thôi mình cá mời lớp đọc từ vựng đi. Dạ rồi, cô xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro. Đọc nghĩa được, đọc nghĩa luôn ha. Dạ. Thái tử Sĩ Đạt Ta. Rajakumara là quần thần. Passati. Là hoàng tử. Xem. Rajakumara là hoàng tử. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem. Desetí là đã biểu diễn. Sipa. Dạ con chưa biết. Là tài nghệ. Rajaparisa. Là quần thần hay chưa nãy. Là quần thần. Mahachana. Là dân chúng, đại chúng. Con xin hết. Rồi. Cô xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Sư con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro. Rajakumara. Pasati. Desesi.
tiếp bá già cha bá di tà mà cha rã lã là con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là thái tử. Passati là xem. Desesi là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Rajabarisa là thái quần thần. Maha Chana là dân chúng. Thưa sư xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem ạ. Đê xê xí là đã biểu diễn ạ. Sipa là tài nghệ ạ. Rajaparisa là quần thần ạ. Mahachana là dân chúng ạ. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro, thái tử Siddhartha. Raja Kumara, hoàng tử. Passati, xem. Desesi, đã biểu diễn. Sipa, tài nghệ. Raja Paris, Raja Parisa, quần thần. Mahajana, dân chúng, đại chúng. Con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Mangalanandi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem. Desati là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Mahachana là dân chúng, đại chúng. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem. Desesi là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Rajaparisa là quần thần. Mahasana là đại chúng. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem. Desesi là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Rajaparisa là quần thần. Mahachana là dân chúng, đại chúng. Bà sư, con xin hết ạ. Xin mời tiếp theo, Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Rajakumara là hoàng tử. Passati là xem. Desesi là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Rajaparisa là
là quần thần. Dạ. Mahajana là dân chúng, đại chúng. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo. Phật con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là thái tử hoàng tử. Bassati là xem, DCC là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Barisa là quần thần. Mahachana là đại chúng. Dạ con xin thấy à. Xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là hoàng tử. Bassati. Bassati. Bassati là xem. DCC là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Barisa là quần thần. Mahajana là dân chúng, đại chúng. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là hoàng tử. Bassati là xem. DCC đã biểu diễn. Sipa tài nghệ. Raja Barisa quần thần. Mahachana dân chúng, quần chúng. Là thứ sư con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ bà sư con đọc. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Raja Kumara là hoàng tử. Bassati là xem. DCC là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Mahachana là dân chúng. Con xin hết. Dạ con nhận thấy không còn phụ tử dây tay à. Con xin nhận biết là cho sư ạ. Dạ con thưa sư con xin đọc. Dạ rồi. Dạ con mời cô ạ. Dạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Tất Đạt Đa. Raja Kumara là hoàng tử. Bassati là xem. DCC là đã biểu diễn. Sipa là tài nghệ. Raja Parisa là quần thần. Mahajana là dân chúng, đại chúng. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi. Rồi qua trang 2 ha. Dạ rồi con. Qua trang 2. Rồi trang 2 mình có các từ vựng. Anusipa. Anusipa là nghệ thuật bắn cung ha. Ativattitoa sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi. Dhammana sự chế ngữ. Wahiwa được kết hôn, sau khi được kết hôn ha. Chanh đá phát là người giữ. Ra chanh đăng các tổ ahu si được đề cử lên làm vua, hoặc là được bầu lên làm vua, được cử lên làm vua ha. Ngọc Dung tắt mic đi. Ngọc Dung á,
Ngọc Dung tắt mic đi. Dạ 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 sư ạ. Rồi nghe lại ha. Thanu sipa nghệ thuật bắn cung. Atiwatitwa sau khi vượt qua. Atiwatitwa sau khi vượt qua. Vimansa ở đây là cuộc thi. Dhammana là sự chế ngự, sự điều phục. Awahijitwa đã được kết hôn, sau khi được kết hôn ha. Chandamasa là người giữ. Rajanangkato Ahosi là được cử lên làm vua. Rồi lần nữa, Thanusipa Atiwatitwa Vimansa Dhammana Awahijitwa Chandasa Rajanangkato Ahosi. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được trước giơ tay lên trước. Rồi thăm mấy cái mời đó học sinh. Dạ, con xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Danusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitwa là sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi ạ. Dhammana là sự chế ngự ạ. Awahijitwa là sau khi được kết hôn ạ. Chandasa, từ này con quên không biết là tiếng Việt là gì ạ. Người giữ. Con vẫn chưa hiểu ạ. Người giữ ạ. Ngựa giữ á chị. Con ngựa. Dạ. Vâng, con cảm ơn ạ. Con ngựa giữ. Và Rajanangkato Hoshi là được cử làm vua ạ. Con ngựa giữ. Vâng, con xin cảm ơn ạ. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ, bà sư con đọc. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitwa là sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi. Dhammana là chế ngự, là sự chế ngự. Awahijitwa là sau khi được kết hôn. Chandasa là con ngựa giữ. Rajanangkato Ahosi là được tôn lên làm vua. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Kim Phúc. Thưa sư, con xin đọc ạ. Thanusipa tài nghệ bắn cung. Atiwatitwa sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi. Dhammana là chế ngự. Awahijitwa là sau khi kết hôn. Chandasa là con ngựa giữ. Rajanangkato Ahosi là được cử lên làm vua. Thưa sư xin hết. Cô xin mời cô Diệu Bảo à.
Dạ, con xin đọc ạ. Thanu Shippa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách cuộc thi. Thamana là sự chế ngự, sự điều phục. Awahitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là con ngựa dữ. Rajanan Kato Ahosi đã được cử lên làm vua. Con xin hết á. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Danusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách cuộc thi. Dhammana là sự điều phục, sự chế ngự. Awahichitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanan Katoa Hoshi là đã được cử lên làm vua. Dạ bạch sư, con hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi. Dhammana là sự chế ngự. Avahitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là con người dữ. Rajanan Kato Ahosi là cực được cử lên làm vua. Là tôi sẽ xin hết. Con xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Thanusipa nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa sau khi vượt qua. Vimansa sự thử thách cuộc thi. Dhammana sự điều phục. Awahijitoa sau khi được kết hôn. Chandasa ngựa dữ. Rajanan Kato Ahosi đã được cử lên làm vua. Con xin hiểu dạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo. Phật tử Mangalanandi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Danusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwava là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách cuộc thi. Dhammana là sự chế ngự. Avahijiva là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanan Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Phật tử Thanh Hoàng đọc chưa ạ? Rồi. Thì con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Danusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là cuộc thi. Dhammana là sự điều phục. Awahijitoa là sau khi được kết hôn. Chandasa là người giữ. Rajanan Kato Ahosi là được cử lên làm vua. Để ông xin hãy nha. Con xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Thanusipa là nghệ thuật bắn cung. Atiwatitoa là sau khi vượt qua. Vimansa là sự thử thách cuộc thi. Dhammana là sự điều phục, sự chế ngự.
Awahijita là sau khi được kết hôn. Chandasa là ngựa dữ. Rajanang Kato Ahosi là đã được cử lên làm vua. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Danusipa, nghệ thuật tấn công. Atiwati qua, sau khi vượt qua. Vimansa, sự thử thách, cuộc thi. Danana, sự chế ngự, sự điều phục. Awahijita, sau khi được kết hôn. Chandasa, là ngựa dữ. Rachana, cá tô á hô xí, là được cử lên làm vua. Thưa sư, con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. Nghe đọc rồi hả? Sư, con xin đọc ạ. Ta lút tít bá là nghệ thuật bắn cung ạ. Á tít quát tí toa là sau khi vượt qua. Uy măng sa là sự thử thách, cuộc thi ạ. Bá má lá là sự chế ngự ạ. Avat ý tít qua là sau khi được kết hôn ạ. Chăn đất xá là con ngựa dữ ạ. Ra cha lăng ca tô á hô xí là đã được cử nên làm vua. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Danu Sipa, nghệ thuật bắn cung. Ati Wati Toa, sau khi vượt qua. Vimansa, sự thử thách, cuộc thi. Damana, sự điều phục. Ati Hichi Toa, sau khi kết hôn. Chandasa, ngựa dữ. Rajanankato Ahosi, đã được cử lên làm vua. Dạ con xin hết. Dạ con nhận thấy không còn Phật tử nào nữa hả? Bây giờ các bác thức phần đọc ha, bây giờ xem phần văn họa một tí. Do phần văn phạm của bài số 10, bài số 9, chúng ta có hai phần văn phạm. Thứ nhất đó là bất biến quá khứ phân từ của chữ toa, toa ná, tu ná. Thứ hai đó là bản biến, bản chia động từ thì quá khứ, bản chia động từ DC tiết thì quá khứ. Mình có hai phần văn phạm. Nhắc lại, thứ nhất là bản bất biến quá khứ phân từ dạng toa, toa ná, tu ná. Thứ hai là bản chia động từ DC tiết thì quá khứ. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học bất biến quá khứ phân từ trước. Đây, bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ trong tiếng Pali được hình thành từ các ngữ căn của động từ, hai thành phần cơ bản của các động từ ghép với năm dạng tiếp vị ngữ kitaka là toa, toa ná, tu ná, giá hoặc giá. Như vậy mình có năm tiếp vị ngữ để hình thành bất biến quá khứ phân từ. Tuy nhiên ở trong bài học này mình chỉ học với ba tiếp vị ngữ thôi, tức là mình học với ba tiếp vị ngữ là toa, toa ná, tu ná thôi. Nó có năm tiếp vị ngữ dùng để hình thành bất biến quá khứ phân từ.
Ở bài học này thì mình học với ba tiếng Việt ngữ là toa, toa ná, tu ná. Toa, toa ná, tu ná. À, giờ mình xem cách hình thành của nó như thế nào ha. À, người ta chỉ cách hình thành của mình nè. Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là á, a, o thì chúng sẽ được xen vào một chữ ý và sau đó ghép với tiếng Việt ngữ toa, toa ná, tu ná. Tức là nếu thành phần cơ bản của động từ là chữ á, chữ a, chữ o, tức là nếu động từ kết thúc bằng chữ á, chữ a, chữ o đó, hôm trước mình học bốn dạng động từ đó, không nhớ không? Mình có bốn dạng động từ bằng á, bằng a, bằng o và bằng e đó. Thì hôm nay nó có ba dạng động từ này thì người ta xen chữ ý vào trước khi thêm toa. Thí dụ ở đây động từ bấy chất tí thì nó kết thúc bằng á nè, hoặc là phun giá tí, ở đây phun chán kết thúc bằng á nè, rồi cha na tí kết thúc bằng a nè, cá rô tí nó kết thúc bằng ô nè. Thì đây là động từ cơ bản. Cái phần này người ta gọi nó là động từ cơ bản. Động từ cơ bản kết thúc bằng á, kết thúc bằng á, kết thúc bằng a, kết thúc bằng ô, thì người ta thêm cho nó chữ ý. Thêm chữ ý đây, thêm chữ ý, thêm chữ ý. Rồi sau đó cộng với chữ toa thì ghép lại. Ví dụ ở đây khi mà thêm chữ ý xong á, là chữ á này người ta bỏ nó đi. À, cái cơ bản người ta bỏ nó đi thì nó sẽ được là bái chí toa sau khi nấu. Bất biến quá khứ văn từ người ta dịch là sau khi. À, sau khi nấu bái chá cộng với ý cộng với toa nó được là bái chí toa. Phun chá cộng với ý cộng với toa phun chí toa. Nhớ là cái chữ á này người ta bỏ đi, cái chữ gạch đứt này á, sau khi ghép lại người ta bỏ nó đi tại nó có chữ ý thay thế rồi. Ở đây chữ cha na cộng với ý cộng với toa, cha ni toa sau khi biết. Cá rô chữ ô này thì khi mà ghép lại nó cũng bị bỏ đi. Cá rô cộng với ý cộng với toa, cá ri toa sau khi làm. Lớp nhìn cái này hiểu không? À, lớp nhìn này hiểu không? Dạ hiểu. Dạ hiểu. À. Dạ bà sư, con xin thắc mắc một chữ. Đó là chữ sau khi ăn đấy sư. Tại vì nó cuối câu nó vẫn là chữ á, nhưng mà sau khi thêm ý thì lại là toa ná, chứ không phải là toa như là những cái chữ khác. Lý do ở đây nó cộng với chữ toa ná hả? Dạ. Tại mình có ba chữ, chữ toa, toa ná hoặc là tu ná. Thì ở đây nó ở chữ thứ nhất là cộng với toa, chữ thứ hai nó cộng với toa ná. Nãy giờ xin quên. Cộng với toa ná cho nên nó kết thúc nó là chữ toa ná. À, tại mình có chữ ba chữ nè, nó ghép với ba chữ nè. Ghép với chữ toa hoặc là toa ná hoặc là tu ná. Thì ở chữ thứ nhất nó ghép với chữ toa, chữ thứ hai nó ghép với toa ná. Hoặc là nếu mà nó ghép với chữ tu ná thì nó là tu ná ha. Dạ. Ừ. Sư có hỏi ạ. Phải không ạ? Vậy ghép thế nào cũng được ạ? Đúng rồi, ghép cái nào cũng được. À, toa, nhưng mà thường toa, chữ toa là được sử dụng nhiều nhất. Dạ, con hiểu ạ. Dạ, con kính chiên sư. Chữ toa nó sử dụng phổ thông, nhưng còn toa ná với tu ná ít có sử dụng lắm. Thường ta sử dụng chữ toa là phổ thông nhất. Nhưng mà bài học thì nó có như vậy, sư đề cập hết như vậy cho mình biết vậy thôi. Mà thường người ta sử dụng mỗi chữ toa là phổ thông. Rồi đó là trường hợp thứ nhất. Mình còn một dạng động từ nữa. Còn nhớ không? Còn dạng động từ gì nữa? Ở đây mình ba dạng động từ nè. Còn một dạng động từ nữa là gì? Dạng động từ bằng gì? Ê tí. Còn một dạng động từ bằng e nữa. Ê tí. Đây dạng động từ bằng e. Nếu thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm cuối là e thì tiếp Việt ngữ toa, toa ná, tu ná được trực tiếp ghép vào. Tức là nếu mà nó tận cùng bằng e á
là mình không cần phải xen ý. Hồi nãy là các động từ kia phải xen ý, còn động từ này thì không cần phải xen ý. À, ví dụ ở đây là DC thì nó thay cộng ý, thì ở đây DC nó cộng với toa, DC toa sau khi thuyết, DC cộng với tô ná thì DC tô ná, Mare cộng với toa thì là Mare toa, Puchi cộng với toa, Puchi toa. À, cái này thì không cần thêm cái gì hết và cũng không cần xóa bỏ cái nào hết, có bao nhiêu thì giữ nguyên bao nhiêu ha, cứ ghép trực tiếp vào thôi. Cái động từ DC nãy mình dịch, nãy mình dịch là biểu diễn đó, nó còn dịch là thuyết nữa, thuyết pháp cũng được. À, dịch là biểu diễn hoặc là dịch là thuyết cũng được. Rồi cái này coi xem cái này hiểu không. Đó, xem cái này hiểu chưa? Dạ hiểu, dạ con hiểu. Mà sư cho con hỏi là Mare toa là sau khi giết là giết thú hả sư? Đúng rồi, giết cái gì đó cũng được. Dạ con cảm ơn sư. Rồi bây giờ mình xem cách sử dụng của nó. Cái nãy làm học là cách hình thành, cách hình thành vậy mình chia nó làm hai. Một cách hình thành thì có xen thêm chữ ý, một cách hình thành thì giữ nguyên, phải không? Giữ nguyên thêm vào. À, cứ ghép ghép trực tiếp vào thôi. Một cái thì xen chữ ý, rồi còn mới cộng với toa, còn một cái thì ghép trực tiếp với toa. Giờ mình xem cách sử dụng của nó. Bất biến quá khứ văn từ trong tiếng Mali được sử dụng khi cần diễn tả một câu nói có chứa nhiều hành động, mà những hành động đó diễn ra theo thứ lớp. Như vậy thì bất biến quá khứ văn từ dùng để gì? Để diễn tả một câu mà nó có nhiều hành động và hành động đó xảy ra theo thứ lớp. Tức là nhiều hành động, một câu có nhiều hành động giống một câu có nhiều động từ. Thì thay vì người ta sử dụng nhiều động từ thì người ta sử dụng bất biến quá khứ văn từ thay cho động từ. Rồi cuối cùng người ta mới sử dụng động từ ở cuối câu. Ví dụ câu, ví dụ này. Thì anh đây chúng ta thấy là Ahang viharang gacchitva sankhasa pubhang pujitva gehang pati niwat tình. Thì câu này mình thấy là có, nếu mà không dùng bất biến quá khứ văn từ á, là mình phải sử dụng đến ba động từ. Tức là mình có gì nè, mình có động từ gáy chất tí là đi đến nè, có động từ bô chê tí là cúng dường nè, rồi mình có động từ bát tí ni quát tá tí là trở về nhà nè. Mình có đến ba động từ, nhưng mà ở đây người ta sử dụng hai cái bất biến quá khứ văn từ để thay cho động từ, rồi cuối câu người ta mới sử dụng động từ. Cho nên thấy này dịch sao, câu này người ta dịch sao nè, Ahang viharang gacchitva, người ta dịch là sau khi nè, sau khi đi đến tỉnh xá. À, sau khi đi đến tỉnh xá, chữ viharang là tỉnh xá. Sau khi đi đến tỉnh xá, chữ Ahang là tôi, rồi pujitva là cúng dường, bốc ăn là bông hoa, sang cá xá là tăng. chư tăng. Vậy là cúng dường chư tăng. Sau khi đi đến giường, đi đến chùa xong, rồi cái đó hành động thứ nhất là đi đến chùa, hành động thứ hai là cúng dường bông hoa cho chư tăng. Chư tăng. Rồi mới tới hành động thứ ba là tôi gì? Trở về. Trở về nhà. Chữ ghê hăng là nhà. Patiniwatatin là trở về nhà. Cái này thì quá khứ ha. Thì quá khứ ngôi thứ ba nè. Ngôi thứ ba số ít nè. Patin đó nhớ không? Patin đó mình chia đó. Dạ. Thì ở đây là in nè. Rồi câu thứ hai.
Raja Kumaro Devanatang Niwari Toa Hang Sang Alingi Toa Pasadang Tang Ahari. Thì ở đây mình cũng thấy là có hai bất biệt, ba hành động. Hành động thứ nhất là Niwari Toa là ngăn cản. Ngăn cản. Hành động thứ hai đó Alingi Toa là ôm vào. Ôm vào. Ôm lấy. Rồi Aharati là mang về. Nó có ba hành động. Hai hành động đầu tiên thì sử dụng bất biến quá khứ phân từ. Hành động cuối cùng ta sử dụng động từ. Thì mình sẽ thấy người ta sẽ dịch sao đây. Sau khi can ngang đề bà đạt đa, chữ điêu của đất tăng là đề bà đạt đa ha. Đề bà đạt đa. Thái tử đã ôm. Thái tử chữ Raja Kumaro là thái tử. Thái tử đã ôm. Đây chữ Alingitwa đã ôm con thiên nga, tăng là con thiên nga, đã ôm con thiên nga và mang nó, chữ mang là Ahari, mang nó, chữ tăng nó lên là nó, mang nó về hoàng cung, chữ Pasadang là hoàng cung. Đó, thì mình thấy ra một câu mà có nhiều hành động, thì hành động mà xảy ra theo thứ lớp thì người ta sử dụng bất biến quá khứ phân từ. Thì ở đây có ba hành động, thì hai hành động nào xảy ra trước thì người ta sử dụng bất biến quá khứ phân từ. Sử dụng bất biến quá khứ phân từ. Cái này nghe hiểu không? Hiểu. Ví dụ như là sau khi nấu cơm tôi đã ăn, sau khi đi chợ về tôi nấu cơm và ăn cơm, thì cái nào là bất biến quá khứ phân từ? Đi chợ nấu cơm và ăn là động từ. Ăn là động từ, đúng rồi. Thí dụ như sau khi đến trường tôi đã học bài và trở về nhà, cái nào là bất biến quá khứ phân từ? Đến trường học bài là bất biến quá khứ phân từ. Trở về nhà là động từ. Là động từ. Đúng vậy. Về tập đặt câu với bất biến quá khứ phân từ. Dạ. Rồi ở đây là một số bất biến quá khứ phân từ ha. Ai có sách mình sửa cái chữ thứ hai này lại. Cái chữ chỗ này nó không phải Aritwa mà là Karitwa ha. Karitwa mới đúng. Karitwa. Chữ thứ hai là Karitwa mới đúng. Karitwa chắc lộn. Sai. Bây giờ đọc bất biến quá khứ này phân từ này tí ha. Giờ đọc bất biến quá khứ này phân từ này tí rồi chúng ta nghĩ. Uganitwa, Karitwa, Khanitwa, Janitwa, Desetona, Pajanitwa, Pajitwa, Patitwa, Papunitwa, Ignitwa, Pujitwa, Punjitwa na, Maritwa, Wanditwa. Tập đọc cái này tí ha. Uganitwa, Karitwa, Khanitwa, Janitwa, Desetona, Pajahitwa, Pajitwa, Patitwa, Papunitwa, Piwitwa, Pujitwa, Punjitwa, Punjitwa na, Maritwa, Wanditwa. Thôi lại nhìn nhỏ. Rồi bây giờ mời lớp đọc bất biến quá khứ văn từ, đi giơ tay lên đi. Giơ tay lên để đọc bất biến quá khứ văn từ này tí rồi. Rồi thăm mấy cái mọi người lớp đọc bất biến quá khứ văn từ này tí. Thăm cá còn trên lớp không?
Dạ, cô xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À. Dạ Phật sư, con xin đọc ạ. Uggang hi toa là sau khi học. Karitoa là sau khi làm. Khaditoa là sau khi ăn. Chanitoa là sau khi biết. Dese tuna là sau khi thuyết. Pachahitoa là sau khi từ bỏ. Pachitoa là sau khi nấu. Pachitoa là sau khi đọc. Papunitoa là sau khi đắc. Vivitoa là sau khi uống. Puchitoa là sau khi cúng. Puchitoa là sau khi ăn. Punchitoana là sau, cũng là sau khi ăn. Maretoa là sau khi giết. Quanditoa là sau khi lễ. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, xin đọc. Uggang hi toa sau khi học. Karitoa sau khi làm. Khaditoa sau khi ăn. Chanitoa sau khi biết. Desetuna và sau khi thuyết. Bachahitoa sau khi từ bỏ. Bachitoa sau khi nấu. Bathitoa sau khi đọc. Papunitoa sau khi đắc. Bibitoa sau khi uống. Uchetoa sau khi cúng. Bunchitoa sau khi ăn. Bunchivana sau khi ăn. Maretoa sau khi giết. Vanditoa sau khi lễ. Thưa sư, xin hết ạ. Rồi. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Uggang hi toa là sau khi học. Karitoa sau khi làm. Khaditoa sau khi ăn. Chanitoa sau khi biết. Desituna sau khi thuyết. Bachahitoa sau khi từ bỏ. Bachitoa sau khi nấu. Bathitoa sau khi đọc. Babunitoa sau khi đắc. Bí ví toa sau khi uống. Bù chê toa sau khi cúng. Bồn chí toa sau khi ăn. Bồn chí toa ná sau khi ăn. Mà rê toa sau khi giết. Quanh đi toa sau khi lễ. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Uggang hi toa sau khi học. Karitoa sau khi làm. Khaditoa sau khi ăn. Chanitoa sau khi biết. Desetuna sau khi thuyết. Bachahitoa sau khi từ bỏ. Bachitoa sau khi nấu. Patitoa sau khi đọc. Babunitoa sau khi đắc. Pifitoa sau khi uống. Buchetoa sau khi cúng. Bunchitoa sau khi ăn. Bunchitoa ná sau khi ăn. Maretoa sau khi giết. Vanditoa sau khi lễ. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Uganitoa sau khi học. Karitoa sau khi làm. Khaditoa sau khi ăn. Chanitoa sau khi biết. Desetuna sau khi thuyết. Pachahitoa sau khi từ bỏ. Pachitoa sau khi nấu. Pathitoa sau khi đọc. Papunitoa sau khi đắc. Pivitoa sau khi uống. Puchetoa sau khi cúng. Punchitoa sau khi ăn. Punchitoana sau khi ăn. Maretoa sau khi giết.
quan đi tòa sau khi lễ. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin đọc ạ. Út gần hi tòa sau khi học, ca rị tòa sau khi làm, kha đị tòa sau khi ăn, cha nị tòa sau khi biết, đề xê tu nạ sau khi thuyết, pa cha hi tòa sau khi từ bỏ, bách chi tòa sau khi nấu, pa thi tòa sau khi đọc, pa pu nít tòa sau khi đắc, pi vi tòa sau khi uống, pu chê tòa sau khi cúng, phun chích tòa sau khi ăn, ma rê tòa sau khi giết, quan đích tòa sau khi lễ. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Quỳnh ạ. Dạ bà sư con đọc. Ú gan đi tòa sau khi học, cá rí tòa sau khi làm, kha đi tòa sau khi ăn, cha ní tòa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, bá há hí tòa sau khi từ bỏ, bá chí tòa sau khi nấu, bá thí tòa sau khi đọc, bá pú ní tòa sau khi đắc, bá vít tòa sau khi uống, phu chê tòa sau khi cúng, phu chí tòa sau khi ăn. Dạ con xin hết. Con xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Út găng hít toa sau khi học, ca rít toa sau khi làm, kha đít toa sau khi ăn, cha nít toa sau khi biết, đê xê tu ná sau khi thuyết, bá chá hít toa sau khi từ bỏ, bá chít toa sau khi nấu, bá chít toa sau khi đọc, ba bùn nít toa sau khi đắc, bí ví toa sau khi uống, bù dê toa sau khi cúng, bùn dít toa sau khi ăn, bùn dít toa ná sau khi ăn, ma rê toa sau khi giết, quan đít toa sau khi lễ. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời Phật tử Thăm Biết Cá Liễu ạ. Sư con xin đọc ạ. Ung gác ít tòa sau khi học, ca dít tòa sau khi làm, ca đít tòa sau khi ăn, cha nít tòa sau khi biết, đê xê tu lá sau khi thuyết, bá chá dít tòa sau khi từ bỏ, bá chít tòa sau khi nấu, bá tít tòa sau khi đọc, ba bũ nít tòa sau khi đắc, bí vị tòa sau khi uống, bùi chê tòa sau khi cúng, cùng chít tòa sau khi ăn. Dạ con không nhìn thấy nữa. Ma dê tòa sau khi giết, quan đít tòa sau khi nế. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Mang Gái Nên Đi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Út gần hí toa là sau khi học, cá tí toa là sau khi làm, kha đi toa là sau khi ăn, cha ní toa là sau khi biết, đê xê tu toa ngã là sau khi thuyết, bá chá hí toa là sau khi từ bỏ, bát chí tòa là sau khi nấu, bát chí tòa là sau khi đọc, bà bu ni tòa là sau khi đắc, bi vi tòa là sau khi uống, bu chế tòa là sau khi cúng, bùn chí tòa là sau khi ăn, bùn chí tòa là sau khi ăn, mà về tòa là sau khi giết, và đi tăng là sau khi lễ. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ.
Ú găng hí toa là sau khi học, cá rí toa là sau khi làm, kha đí toa là sau khi ăn, chá ní toa là sau khi biết, đê xê tu ná là sau khi thuyết, ba chá hí toa là sau khi từ bỏ, ba chí toa là sau khi nấu, bá thí toa là sau khi đọc, bá bú ní toa là sau khi đắc, bí quý toa là sau khi uống, bu chê toa là sau khi cúng, buôn chí toa là sau khi ăn, buôn chí hoa ná là sau khi ăn, ma rê toa là sau khi giết, quan đi toa là sau khi lễ. Dạ sư con hết nè. Con xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Úc gan hí toa là sau khi học, khá lý toa là sau khi làm, khá lý toa là sau khi ăn, chà ní toa là sau khi biết, đê xê tu ná là sau khi thiết, há chá hí toa là sau khi từ bỏ, há chí toa là sau khi nấu, há tí toa là sau khi đọc, há phú ní toa là sau khi đắc, phí bí toa là sau khi uống, phú chê toa là sau khi cúng, phun chí toa là sau khi ăn, phun chí va ná là sau khi ăn, ma rê toa là sau khi giết, văn lý toa là sau khi lễ. Dạ thưa sư, con xin hết. Giờ sư nhận thấy không còn Phật tử nào nữa ạ? Dạ, bạch sư cho con hỏi thăm. Khi nào mình sử dụng từ tu ná và khi nào dùng từ toa không? Với lại dùng từ toa ná nữa sư? Giống nhau hết. Giống nhau hết rồi, khi mình đặt câu nào cũng được hả sư? Đặt câu nào cũng được. Dạ, muốn sử dụng cái nào cũng được, nó giống nhau hết. Chỉ có điều là chữ toa nó được sử dụng phổ thông thôi, mấy cái kia nó ít có sử dụng. Dạ. Dạ. Là con cảm ơn sư. Sử dụng cái nào cũng được. Dạ. Rồi. Bây giờ bữa thứ năm này sư có công việc, cho nên bữa thứ năm lớp nghỉ một buổi nha. Dạ. Nghe không? Dạ. Thứ năm lớp nghỉ học một buổi. Dạ, con nghe. Dạ. Thứ năm ôn bài được hết sư? Lớp nghỉ đi, nghỉ một buổi cho khỏe đi, tại hôm nay học cũng liên tục rồi, nghỉ một buổi đi. Quá. Dạ. Bữa thi luôn nha. Thì tự ôn đi. Tự ôn bài đi. Rồi xem bài tập trước đi để học lại, mình sửa bài tập số 9. Nhà xem trước bài tập đi. Xem trước bài tập số 9 đi. Dạ. Để tới bữa thứ hai tuần, thứ ba tuần sau đấy mình vào mình học thêm một tí nữa làm bài tập số 9 luôn. Có không biết nghe à? Xếp lại có vô cho mẹ. Dạ. Rồi bữa nay thì tạm học như đây ha, kết thúc bài học ha. Dạ. Thúc bài học nha. Dạ. Rồi mời cô Phước Chiên đi. Dạ. Dạ rồi. Bye bye. Kính chiên sư ạ. Và bài học đến đây đã kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. Kính chúc sư được nhiều sức khỏe và sự an vui và đạt được nhiều thành tựu như ý nguyện ạ. Kính chúc quý cô tu nữ Phật tử gần xa được nhiều thành tựu như ý nguyện ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp đọc kinh hồi hướng trước kính chư thiên ạ. Và xin kính mời cô. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt học viên trong room xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha cha phamma tha devana ga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha cha phamma tha devana ga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu.
Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakhanto nyatayo. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakhanto nyatayo. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakhanto panito. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodanto chirang rakhanto no sada. Idang vatano bunyang asawa khayang vahang no tua na gate kale. Sa-tu. Buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Cảm ơn mọi người ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Sa thú lành tha. Sa thú sa. Rồi mời lớp nghỉ ha.